Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè, có một mớ đồ lộn xộn nè. Bán cho anh em là mớ đồ này bán anh em 200 ngàn ha, cũng khoảng đủ bao ship nha. Cà lê nè, lộn xộn, rất là nhiều. Nhiều điếu, đầu khẩu, lắc léo nữa nè. Đây nữa nè. Này chắc 6-7 kg gì nha anh em. Đó. 200k ha, cũng khoảng đủ bao ship luôn nha anh em. Rồi mới đồ lộn xộn 200 ngàn ha. Chìa khóa rồi ha. Anh em mua nói đồ lộn xộn 200 nha anh em.